Hello teacher. Xin chào em Min. Em Min Bama Min Chối. Hôm nay buồn đấy. Min 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 Min. Rồi. Anh Trung nhé. Thôi, anh học đi. Mất nông hồi giờ anh ăn nhé. Đấy, thấy chưa? Đấy, em bo bảo anh học đi, hôm nay nó không quánh rồi, nhưng mà tí nó vào nó quánh tiếp. Phải không? Min. Yes. Sợ nó đánh không? No. Đánh nhiều quen rồi ấy đúng không? Min bị đánh nhiều quen rồi ấy thì. Yes. Buổi trước có bài tập gì về nhà không ta? No. Không có à? No. À, chắc là buổi trước thầy nói chuyện mẹ xong thầy quên mất thầy không gửi đó. Nhờ. Ê. Không cười buồn thế. Khoe cái hàm răng sâu lên với thầy. Thôi, trêu tí nhá. Thấy không? Yes. Hôm nay không có tiếng. Trêu Min tí thôi. Này cho nó chạy trước, xong rồi cho tiếng sau. Nhìn mặt Min buồn cười quá, đang vui thích không, đang mở tự nhiên không có nhạc đúng không, Yes. xong tự nhiên bùm lều lều Min chối, bị thầy lừa, Min chối bị thầy lừa. Rồi, buổi trước chúng ta học về speaking đúng chưa? Yeah. Hôm nay chúng ta sẽ học về writing được chưa? Và Yeah. topic của chúng ta hôm nay sẽ là outdoor activities. Outdoor activities. Activity. Hoạt động ngoài trời. Yes, do you like it? Yes. Really like? Yes. So which activities do you really like to play outdoor? Play soccer cock kicking. Play soccer, what else? Soccer cock. Đá cầu với thầy. What else? And Do you like climbing the mountain? no. No. Do you like swimming? Yes. Do you know swimming? Yes. Really? Yes. You can swimming? Yes. I'm sure. Yes. 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 Why? Yes. Why you swimming? It's good. I like it. Like it? Yes. What else? Ride my bike. Ride a bike or Yes. cycling? Yes. Cycling, all right. And What else? skating. Skating. Do you know about the rollerblading? Đấy. Rollerblading. Yes. Chưa bắt tin nữa rồi. Yes. Yes. You like it? Yes. Very exciting, right? Con có một đôi. I have one. Em còn một quả nữa. Let's see in this. Next to my fan. This is my rollerblading shoes.
Thế là có chung niềm đam mê rồi. Em còn có một đôi nữa. So how about the first time? How about the first time you playing rollerblading? You feel hurt? No. No. It's the first time I hurt my hand. I hurt my hand and còn my knee. Đâu? I don't have protect. And I hurt my hand, my knees, my back. Yes. Yeah. So, but really fun, right? Really, really fun. Yes. Very good. So where do you often playing rollerblading or playing party? In my home. In the yard of your home. Yes. So have you ever play party in the bridge? Bridge? Yeah, bridge. What does it mean? Bridge. Ba Tha Bridge. Đường á, thầy. Ngoài đường á, thầy. Trên cầu ấy. Bridge là cầu. No. No. On in the road? Yes. What? Yes, on the street? Yes. How do you feel? Scared? No. No. Nó cứ sốc lên đi rồi khó. Okay. All right. Now. Part 1. Warm up. Let's choose and write the sentence and complete the story, okay? Yes. Now, let's write two sentences here and complete the story. My dad and I are going hiking today. We are going to the mountain. My dad is wearing hiking boots. Which sentence? Which one? Minh có biết làm bài này không nào? Minh chối. No. Dễ này không biết làm á? Chọn và viết lại câu thôi. Có hai câu ở đây, có hai chỗ trống thôi mà. Đúng không? À. Úi giời. Minh chối này. Hiking là biết làm gì không? Hiking. Hiking. No. Ui giời, mountain là phải biết rồi chứ. Hiking, leo núi. Leo núi. Now, thế bây giờ in the first blank, which sentence is the first blank? He is carrying an can too. Let's see. Yeah, he is carrying a can too, right? Do you know about a can? Can. No. Don't know about it. Really? Yes. Cái này mà không biết á. Yes. Rồi đất ơi. What is this? What? A can. Can. Under your bed. Bed. Under your bed.
Your younger brother often hit you. You understand? Yes. Mm-hmm. And is a can under your bed? Is a can under your bed? Is a can under your bed? Mm-hmm. Có phải có cái gậy ở dưới giường con không? Yes. Chuẩn quá rồi còn gì nữa. Next one. I'm wearing long pants. I'm wearing a sun hat. And I have a small backpack. I have a small backpack. Right, I have a small backpack. The air is fresh and clean. The weather is great too, right? Fresh là gì nhỉ? The air. The air is fresh. The air is fresh and clean. Không khí thì trong lành và tươi mà. Trong lành. Sẽ. Yeah. Đúng không? Yes. Ok, ghi lại từ mới nào. A can là cái gì biết rồi nhá. Tí nữa em bo vào nó lại quýnh cho. Nay trên lớp con học gì? Min. Học tiếng Anh. I have match Vietnamese. No, not Vietnamese. Đúng rồi, bọn con bây giờ đang học là Vietnamese. PE and English. PE physical education. I know it. Outdoor activity. And science. Science? Ooh, good. Okay, a can là cái gì thì biết rồi nha. Yes. Ghi chưa? Chưa. Thầy dỗi bây giờ. Thầy dỗi bây giờ, dỗi Min bây giờ. Finish. Right. Now, tiếp nào. Now, let's read and match. Ooh, easy. Read and match, okay? Let's match. Minh Sối biết làm không? Yes. Làm nào. Rồi, câu đấy lộ đáp án rồi, không tính. Are you sure with this answer? Yes. Really? Yes. Okay, now Finn and his dad are go hiking today. Yes. And finish. Wearing long pants. Pants. Biết pants là cái gì không? Notebook. Pants là cái quần dài. Quần dài. Được chưa? Là cái quần vải bình thường, quần dài á. Được chưa? Pants. The air is fresh and clean. Yeah, the air is fresh and clean. Không khí thì sạch sẽ. Chúng ta gọi là trong lành. Trong lành. Tươi mát.
Được chưa? Yes. Rồi, có từ mới nào không nào? Có từ mới nào không nào? No. Mới nào không? Không có, đứng thêm. Tiếp nhá. Đâu? Từ long pants đúng không? Yes. Ê, bảo không có này. Bảo không quá là quánh cho giờ này. Hai tiếng nữa xuống quánh đít xong đi về bây giờ này. Sợ không? No. Không sợ, hai tiếng nữa thầy xuống nhá. Yes. Okay, now we'll practice. We have vocabulary. Okay, vocabulary. Skiing. 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 Cave exploring. Cave exploring. 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 Cave exploring. Cave exploring. Bike riding. Bike riding. Bike. Bike. Bike riding. Bike riding. Now let's read out it. Skiing là gì? Trượt tuyết. Trượt tuyết. Có thích trượt tuyết không? No. Lúc nào bảo mẹ cho sang Busan, Busan của Korea trượt tuyết nhá. No. Không thích à? Cool. No, cold, not cool. Cold, cold. Thầy thầy. Thì explore the cave rồi cả. Cave exploring. Exploring. Có khác hay không thầy? Có chứ. Khác nhau chỗ nào thầy? Chúng ta phải đảo vị trí của nó cho nhau chứ. Là nghĩa vẫn giống không thầy? Danh từ thì đứng lên đầu mà. Đúng không? Danh từ luôn luôn được viết đầu câu mà, đúng không con? Yes. Còn nếu như ở trong câu thì trật tự của nó sẽ là tính, danh, động, trạng. Đúng không? Tính, danh, động, trạng. Danh từ đến động từ đúng không? Yeah. Danh từ đây là danh từ. Cave, động từ là động từ. Động từ exploring. Exploring, khám phá. Đúng không? Thế chúng ta có theo như đúng như cấu trúc của nó là tính, danh, động, trạng. Thì là, đây là danh từ và tiếp theo nó là động từ giống như kiểu, giống như từ bike riding cũng như vậy. Nghe hiểu chưa? Yes. Nhớ cấu trúc. Nhớ cấu trúc tính, danh, động, trạng. Và nhớ cho thầy này, khi động từ mà viết ở đầu câu có vai trò làm chủ ngữ thì chúng ta sẽ thêm đuôi in cho nó. Được chưa? Chúng ta hay nói câu là gì? Including ở đầu câu đúng không? Thì động từ nó có động từ include là bao gồm. Thì khi mà chuyển nó lên đầu câu, đúng chưa? Để bắt đầu một câu khác thì nó thêm đuôi in là including. Lúc này nó sẽ chuyển thành danh từ. Hiểu chưa? Yes. Tính, danh, động. Động, trạng. Nhớ trạng là gì? Trạng, trạng ngữ. Trạng từ. Trạng từ. Trạng ngữ. Trạng. Tính từ, danh từ, động từ và trạng từ, được chưa? Trạng từ. Yes. Trạng từ tiếng Anh là gì? Đau đầu nhờ. Đau đầu nhờ. Adverb. Adverb. Thế tính từ. Tính từ. Chùi ui, không biết tính từ là gì kìa. Úi rồi cái mặt kìa. Thấy mà gần thấy béo má cho nãy giờ sưng hết lên rồi. Adjective. Tính từ. Danh từ là gì? Minh ơi, danh từ là gì? I don't know. Now. Now. Và động từ, ui giời, động từ mà không biết nữa thì verb.
Rồi, verb được chưa? Véo má lên nha em. Tự phạt đi, véo má lên. Véo mạnh vào. Đấy, đúng rồi. Nhớ chưa? Yes. Ừ. Adjective là tính này, noun là danh này, verb là động này và adverb là trạng này. Được chưa? Ghi lại từ mới nào. Skiing, trượt tuyết, cái môn này ở Việt Nam có không? No. Ừ. Này mà Việt Nam có thì chắc là mình không sống nổi nhỉ. Vì sao này? Quá là lạnh, nhưng mà đùa đấy thôi. Giống như lên trên đỉnh Phan Xipang ấy. Đỉnh Phan Xipang đợt vừa rồi, đợt Tết ấy, chả có mưa tuyết à, đúng không? Vẫn bình thường ấy, người vẫn sống được mà, đúng không? Yes. Quá là hơi khắc nghiệt một chút thôi. Sống được một thời gian chắc là tự thích nghi. Ừ, đúng rồi. Ghi xong chưa? Yes. Tới này. Tiếp nào. Now, word practice. Let's choose and write the correct word. Okay. Now, picture one. My family is going camping. 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 Yeah, going camping. Được chưa? Nếu như là in thì mình đọc là camping. Còn nếu như mà chỉ có mới camp không thì mình đọc là camp. Camp, camp. Mình biết chưa? Yes. Number two, picture two. My family is going cave exploring. Cave. 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 Exploring. Cave exploring. Cave exploring. Yes. My family is going skiing. 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 My family is going by riding bike. Âm cuối nào. Bike riding. Bike riding. Bike riding. Now new word. Bikepack. 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 Bike bike. Gì nào? Có gì nào? No. Bikepack hoặc là rucksack. Có biết rucksack không? Rucksack. Nó cũng bằng nghĩa với từ backpack ấy. Backpack. Nó cũng bằng nghĩa với từ rucksack. Nó đều là ba lô. Được chưa? Nhớ là ba lô đeo lưng nha. Goggles. 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 Rồi. Goggles là cái kính bảo hộ mắt này, được chưa? Google. No, not Google. Google. Glo glo. Đúng không? Google. Glo glo. Có đúng không? Yeah. Có xem về cái video này không? No. Trời. Thế thì phải xem những cái video người ta phát âm ấy. Google. Glo glo. Hoặc là từ Facebook đọc là Facebook. Ok. Green Lantern. Được chưa? Goggles là cái kính bơi, kính bảo hộ nha. Kính bảo hộ. Được chưa? Yes. Helmet. 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 Buổi trước đã học là phải học được rõ, nhớ phải nhớ cách phát âm âm cuối rồi mà toàn quên thế nhờ. Helmet. Rồi, helmet.
là cái gì đấy? Mũ bảo hiểm. Thế con trượt patin có mũ bảo hiểm không? Yes. Ghi lại nào, helmet là cái mũ bảo hiểm được chưa? Cái này là mũ bảo hiểm nói chung nhá. Cả mũ bảo hiểm đi xe máy cái kiểu ấy. Tiếp nào. Xong chưa, xong chưa? Yes. Ghi phải đẹp nha, ghi xấu là không được nha. Ghi chuẩn Yes. cho thầy nha. Buổi trước chưa gửi. Buổi trước chưa gửi. Cũng gửi rồi mà thầy. Gửi đâu? Cơ lúc mà thầy nói chuyện với mẹ xong con gửi luôn mà. Chưa thấy nha. Thì con gửi lại. Mình chối này. Chưa thấy một cái nào luôn. Chó điêu này. Chó điêu này này. Tin nhắn vẫn còn nguyên đây này. Không gửi rồi. Hiking boots. Boost. Boots, u dài ra. Hiking boots. Boost. Boost. Boots. Boost. Boots, nhẹ nhàng thôi. Boots. Boost. Boots. Rồi, hiking Boost. boots. Boost. Là cái gì đấy? Giày leo Giày leo núi. núi, giày leo núi đúng không? Yes. Leo núi hay là leo núi? Leo núi, à, leo núi. Đấy, biết ngay mà. Giày leo núi được chưa? Yes. Rồi, ghi lại Green nào. lantern. Ghi lại nào. Đi rồi thế ạ. Lantern. 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 Hello. Lantern. Là cái đèn xách tay nha. Có một chiếc anh hùng tên nó như thế. Ừ? Green Lantern. Green Lantern. Ski jacket. Ski jacket. Ski jacket là cái áo mặc khoác, áo khoác để trượt tuyết, giống như kiểu cái áo, những cái áo dày ấy, được chưa? Được chưa nào? Jacket. Ski Ski pants. bag. Ski pants. Pants. Ski Pants. pants. Ski pants. Ski pants. Rồi, cái quần trượt tuyết, và lưu ý giúp thầy này, quần và áo trượt tuyết đều là những đồ quần, là những quần áo giữ nhiệt và không thấm nước. Được chưa? Mà không thấm nước thì người ta mới mặc đi trượt tuyết được, tại vì tuyết nó bám lên người, gặp cái nhiệt độ của cơ thể người thì tuyết nó sẽ làm sao? Tan. Tan thì bị làm sao? Chảy nước. Bị ướt. Bị ướt thì sẽ làm sao? Cảm lạnh. Rồi, được chưa? Cho nên là phải là quần áo chống nước, được chưa? Và cuối cùng can, như thầy nói rồi đúng không? Yes. Can, là cái gậy đúng chưa? Yes. Ghi lại hết chưa nào, Minh Thối. Yes. Tiếp nào. Now, let's look and match. Easy, Yes. right? Trời ơi. Cái này mà làm sai nữa thì biết tay thầy. Cái này mà làm sai nữa thì biết tay thầy nha Min. Yes. Tự véo má 10 cái đó. Sao No. véo má vui không? Vui No. mà. Nhìn cái má kia thầy mà véo cho thì vui lắm. Đó, bây giờ mình cứ làm sai là véo má, tự véo má. Nhá. Mình nhá. Ui giời, mặt không cảm xúc luôn. Ok, now backpack là cái gì nhỉ? Ba lô leo núi. Ba lô. Ba lô. Goggles. Kính, kính bảo Rồi, hộ. kính bảo hộ được chưa? Goggles, lantern, lantern, Lồng, cái đèn, cái sách tay. đèn xách tay thì đèn lồng đâu ra? Rồi, ghê, đã chưa gì đã nghĩ đến tháng 8 trung thu rồi.
Rồi, đúng hết rồi. Ski jacket. Ski jacket là cái áo áo giữ nhiệt. Áo khoác trượt tuyết. Lều lều. Ski. Ski pants. À, ski pants. Sorry, pants. Con trượt tuyết. Rồi. Helmet. Hơi mệt. Helmet. Mũ bảo hiểm. Hiking boots. Giày leo núi. Can. Giày gậy. Rồi. Tớt. Cái quần trượt tuyết. Quần trượt tuyết cái gì? Quần trượt tuyết làm sao? Nó nhìn thấy cái nữ tính. Now, can you circle the number and say the sentences? À. Do you know it? Yes. Let's do it. I can make I can make the day 3 sentences with my dad and I. One, three. Ở đây chúng ta có thể make three sentences with my dad and I. Bảo hiểu nhưng mà chưa hiểu. Đơn giản nào, nhìn vào bên này, nhìn thấy cái subject, verb and others này chưa? Không nhớ là cái lần học sinh học ở chỗ cô An và mấy xem cần nói là làm được bao nhiêu câu đặt cái câu đấy ra. Ừ, đúng rồi. Ở đây làm được mấy câu theo như cái này này, theo như cái ở trên này thầy cho này. Được chưa? Ở đây thầy có 3 chủ ngữ. My dad and I này, Sam này, there đúng không? Verb ở đây thì thầy có 3 cái verb cho con lựa chọn là are, like, go hiking. Others thì có skiing, pretty beaches, và in the mountains. Đúng chưa? Yes. Bây giờ với những cái chủ ngữ này thì con làm được bao nhiêu câu với nó? Câu đầu tiên thầy làm cho rồi đây. Câu thứ hai con làm được 2 câu. Nào, nói tiếng Anh. I can make 2 sentences. Two sentences. Mm. Two sentences with Sam. What are they? Sam's like skiing. And Sam go hiking in the mountain. Sam like skiing. Sam like pretty beaches, right? Number 3. Number 3. Câu số 3 One. English, please. I can make one sentence. One sentences. Giỏi vậy trời. Một câu là số nhiều hay số ít đây? One sentence. Đúng rồi, one sentence. With there. There are in the mountains. There are pretty beaches. There are in the mountain, right?
Trời ơi, Min ơi là Min, dễ như thế này không nhớ làm. Buồn Min chứ. Sao con? There are in the mountain no more. Thầy bảo là there are in the mountain, thầy có nói gì đâu. Nói cho lên. No. Thầy dỗi bây giờ nhá. Thầy dỗi lại đi dỗ thầy bây giờ. Now, total number of sentences. Total. Total number of sentences. Tổng có bao nhiêu câu đây con? Six. Yeah, six. Right. Yes. Now we have fun facts. Let's check. Check the mistake and correct it. Okay. Yes. Example. Why do EO people live on Earth? Why do EO people live on Earth? I don't know. They are afraid of evil robbers. Mình thối này. Now, number one, we are going camping today. Where's the mistake? Where's the mistake? No. Ở đây chúng ta có kêu là mistake rồi. Chúng ta sửa nó thành gì? Going. Going, được chưa? Vì chúng ta nhìn thấy có today. Mình chối hiểu không? Yes. Number two, they are going at school. At and to. Yeah, at chuyển thành to. Number three, he is wearing long pants. Long pants. Pant. He is wearing long pants. Pant thêm S. Chuyển thành gì? Pants. Rồi. Very good. Amazing. Good job, Min. Number four. She has a lantern. Câu này đố Min nhìn ra. Câu này đố Min nhìn ra. She has a lantern. Nào, đố nhìn ra chỉ có mỗi 4 chữ thôi. À 4 nhầm. Có mỗi 4 từ ở đây thôi. Xem nó sai từ nào. Đố Min nhìn ra. Has. Chắc chưa? Yes. Nếu sai thì sao? Nào Min, nếu sai thì sao? Cho Min vèo má nhá. Yes. Ở đây chúng ta sai ở ân. Biết tại vì sai sao ân không? Quẩy quẩy, trong từ quẩy quẩy. Tức là gì? Chúng ta có mạo từ ân đi với nhau đúng không? Ân thì đi với lại những danh từ mà nó bắt đầu bằng nguyên âm. Nguyên âm. Còn ơ thì đi với ơ thì đi với phụ âm. Đúng chưa? Và dơ thì đi với danh từ được nhắc đến lần thứ hai và là danh từ xác định. Thế ân là trong từ uể oải. Đúng rồi. Còn ơ là những cái còn lại, được chưa? Và nhớ là những cái danh từ này là những danh từ không xác định.
Được chưa? Không sao. Yes. Còn the thì được nhắc đến lần thứ hai và với danh từ xác định. Được chưa? Yes. Tí nữa lại gặp một câu nữa mà không biết thì thôi nha. Cứ yes đi nha. Nào, vào việc. Vào việc nghe. Ten. Nào, vào việc chưa đã? Vừa nãy bảo với thầy làm sai thì như thế nào? Thích không? Lâu lâu được massage da mặt, thích không? No. Cho bắt béo mũi bây giờ. Cho em bo vào bóp mũi bây giờ. Nhá, thầy gọi em bo vào bóp mũi nhá. Vâng, thầy gọi đi được như thế đâu. Now, number 5. There are 3 tents. Ten. Tent. Sửa lại thành gì? Tent S. Tent và tent S. Đọc là gì? Tents. Rồi, tents là cái gì đấy? Có biết không? No. Rồi. Đây là cái lều. Yeah. Cái lều. Cái lều. Nào? Cái lều. Đi cắm trại thì phải có cái lều này chứ. Cái lều để ngủ ấy. Dạ. Finished. Tiếp nào. The air are fresh and clean. Nào nào nào, cái này là cái nào đây? Min ơi, Min à, biết sai ở đâu không? Yeah. Are you sure? Yes. Sai ở R. Trời đất ơi. Sao? Nào cho thầy biết xem air có đếm được không? No. Thế có thêm S không? Air có thêm S không mà R được. Vậy là is. Đúng không? Yes. Hay đơn giản là có mấy không khí. Số một tự nhiên. Thôi. Được chưa? Yeah, có CO2 câu nữa. CO2 thầy đang nói không khí xung quanh chúng ta có mấy? Có một bầu không khí thôi đúng không? Chùi ui, cái câu này dễ mà. Now, number 7. We go ski every winter. Go. Sai rồi. Ski mi sai. Go đây là đúng chứ? Vì we là chúng ta số nhiều. Go giữ nguyên. Ôi đúng không? Every đây là chỉ hành động thường xuyên thêm es. Sao? Đây là thêm ít thế với es chứ? Sao lại thêm es được? Dạ, chỉ hoạt động thường xuyên mà. No. Nhớ cho thầy. Every winter là thì hiện tại đơn đúng không? Chỉ một sự thật lặp đi lặp lại một thói quen đúng không? Nhưng mà chúng ta có chủ ngữ là we, số nhiều. Thì động từ chúng ta sẽ không chia s hoặc es, được chưa? Yes. Nếu như chủ ngữ đây mà là he hay là she thì mới she, sử dụng girls. Es chứ. Es, es. Được chưa? Thì đây chỉ có sai gì thôi. Ski mà phải là ski. Gì? Skis. Skiing, đúng chưa? Skiing. Skiing mới là động từ mới là danh từ trượt tuyết, được chưa? Còn ski là trượt. Cuối sao cùng là... nào? Thế sao không là ski? Thôi à, skate thì sao là roller skate and roller ski.
No. Trượt skate là trượt có bánh, còn ski là trượt mà không có bánh. Hiểu chưa? Yes. Chúng ta có skateboard đúng không? Là cái ván trượt mà nó có bánh đúng không? Yes. Nhưng mà ski là cái ván trượt mà làm sao? I have skateboard. Được chưa? Yes. Câu cuối cùng nào, the last one. My dad and I am hiking. Trời ơi, không có trời. Am. Không có am, chắc chưa? Bỏ am, bỏ am. Bỏ am. Sai ở am là đúng rồi. Nhưng mà đây chúng ta sẽ không sử dụng to be là am mà phải là gì? Are. Are. Tại vì sao? Tại vì là số đông là hai người. Số nhiều, không phải số đông. Số nhiều là bố tôi và tôi, đúng không? Số yes. nhiều nên chúng ta phải sử dụng are. Còn nếu như mà chỉ có mỗi I không thì phải sử dụng gì? Is. I am chứ. I gì với em mà. Ui yeah. trời lại quên rồi, is. Lại dối não rồi. Is thì đi với he, she và it. Được chưa? I, I thì đi với they. Em. We, they thì đi với they. Are. Trời ơi, loạn não hết rồi. Bị lừa một tí thôi, xong rồi là quên hết rồi. Nào, có từ mới nào không Min? Min ơi, Min à? Đâu? Từ mới đi rồi. Chị mấy con ghi rồi. Ghi rồi. Rồi, hôm nay dừng ở đây nhá. Yes. Có câu hỏi gì không? No. Đắc chưa? Yes. Về nhà nhớ học nhá, học từ mới, ghi từ mới, rõ chưa? Đây là yes. Bài tập về nhà nhá. Phải học từ mới được chưa? Không tí nữa rồi lại quên hết từ mới đi. Yes. Cái răng xấu ở đây thì sao nào? Nhanh cái răng sâu ở đây thì sao nào? Có đâu rồi. Em bò. Em bò là thế nào? Bò đi rồi. Rồi. Vui không? Này vui không? Yes. Có học được gì không? Yes. Chắc chưa? Yes. Tí buổi sau mà gặp lại ân bây giờ mà không biết làm nữa thì thầy buồn nha. Yes. Tính danh trạng, động trạng. Nhớ chưa? Động trạng. Nhớ chưa? Yes. Rồi, thế đi nghỉ nhá. Goodbye. See you again.